Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, kể từ ngày 15 tháng 8, các video làm về nội dung Auto Chat sẽ được phát hành 2 lần trong một ngày trên kênh Game Today vào 12 giờ trưa hàng ngày và 19 giờ tối hàng ngày. Anh em hãy chú ý theo dõi và đón xem anh em nhé. Như đã hứa ngày hôm qua thì hôm nay tôi sẽ chơi cái cách chơi cuối cùng của bộ Exit. Cái mảnh ghép cuối cùng trong cái lối chơi của bộ Exit tạo lên một cái bức tranh hoàn thiện về cái bộ này. Mà một khi mà anh em đã chơi nắm rõ ba cái lối chơi thì gần như là anh em đã thông thạo cái bộ này rồi. Và cái level tiếp theo của anh em đó chính là anh em sẽ trở thành một chuyên gia giống như tôi vậy. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Vì là chúng ta chơi bắn trưởng nên là tôi sẽ lấy chủ yếu là những cái đồ tăng mana, những cái đồ bắn trưởng tăng sức mạnh tấn công phép nha anh em nhá. À quên anh em ơi, đã lâu rồi tôi không nói cái điều này, nhưng mà hôm nay tôi sẽ phải nói. Đấy là anh em yêu quý tôi thật sự ấy, anh em muốn tôi ra những cái video clip hàng ngày để phục vụ anh em thì anh em đừng tiếc gì một like cho video này của tôi nhá. Nó chỉ mất của anh em mấy giây kéo xuống ấn like, sau đó quay lên xem tiếp cái video. Đấy, mất có mấy giây thôi. Mất mấy giây của anh em nhưng mà nó lại là một cái niềm vui lớn của tôi nha anh em nhá. Like ấy, nó không giúp cho tôi tăng thu nhập. Like nó không giúp cho tôi kiếm được nhiều tiền hơn trong mỗi video đâu anh em. Những cái lượt like ấy, nó chỉ là một cái thống kê, một cái số liệu để tôi biết được những cái người đang yêu quý tôi nó là bao nhiêu. Bao nhiêu người đang yêu quý tôi và muốn xem những cái video của tôi thôi anh em nhá. Thế nên là nếu mà anh em thích thì anh em hãy ấn like. Đấy, tôi đang nói là các anh em thích nhá. Còn các anh em không thích thì không, tôi không có coi như là kêu gọi gì cả. Đấy, nhưng mà anh em thích thì anh em hãy ấn like. Đấy, anh em muốn là video ra hàng ngày để anh em xem. Anh em muốn xem video của tôi thì anh em hãy ấn like. Tại sao anh em thích anh em không ấn like? Đó là cái câu hỏi mà tôi đặt ra cho các anh em. Đấy, có rất nhiều anh em thích nhưng mà không ấn like. Đấy, còn những cái thằng anti ấy, tôi nói thật với anh em là nó ghét, nó chửi tôi. Còn anh em thích anh em không ấn like. Trời ơi, sao mà cuộc sống này nó lại như thế? Đúng kiểu quy luật ở trong cuộc sống luôn. Đấy là khi mà người ta ghét thì người ta thể hiện rất là dễ, dễ để có thể thể hiện ra. Nhưng mà người ta yêu quý, người ta yêu mến thì rất ít khi người ta nói ra, rất ít khi người ta thể hiện. Ví dụ đơn giản nhất ở trong gia đình thôi, bạn có thể rất khó để có thể nói là bạn yêu bố mẹ. Đấy, bạn rất là yêu quý bố mẹ, nhưng mà bạn lại rất dễ là có thể cáu gắt với bố mẹ bạn. Đó, anh em thấy không? Thế nên là nhiều khi là tôi phải nhắc anh em điều này để tôi biết được xem là anh em có thực sự anh em yêu quý tôi không. Đấy, và khi mà tôi nói ra thì tôi nghĩ là các anh em cũng sẽ có anh em thể hiện ra thôi. Hy vọng cái điều đấy. Đó, và còn một cái này nữa tôi cũng sẽ phải nói, đấy là cái vấn đề về doanh thu. Doanh thu video ấy thì tôi xin chia sẻ với anh em là cái cách kiếm tiền ở trên YouTube. Doanh thu ở trên YouTube thì nó sẽ không phụ thuộc vào lượt like, và nó cũng sẽ một phần nào đó là phụ thuộc vào view, nhưng mà không hẳn là nó sẽ là view nhiều là thu nhập cao anh em nhá. Mà cái chính ấy là cái số lượt mà anh em xem quảng cáo ở trên kênh của tôi. Đấy, số lượt hiển thị quảng cáo và xem quảng cáo của các anh em viewer. Thế nên là nếu mà anh em ấy mà muốn tôi có thu nhập để duy trì công việc này thì anh em hãy ủng hộ tôi bằng cái việc là anh em hãy xem quảng cáo. Anh em đừng có ấn skip. Anh em hãy xem khoảng 5 giây thôi. Chỉ cần 5 giây quảng cáo thôi nha là tôi có thu nhập rồi. Đấy, còn nếu mà anh em cứ ấn skip, skip rất là nhanh. Cứ mỗi lần mà quảng cáo hiển thị lên anh em ấn skip luôn. À, tôi thực sự tôi chả có một cái đồng nào quảng cáo ở trên kênh cả. Tôi không cần anh em phải ấn vào cái link của cái nhà quảng cáo, không cần phải mua hàng của cái nhà quảng cáo. Nhưng mà hãy xem quảng cáo ít nhất là 5 giây anh em nhé. Còn nếu mà anh em skip luôn ý, là tôi thực sự tôi không có thu nhập đâu. Đấy, và cái công việc nào cũng thế thôi, nó duy trì được khi mà nó có thu nhập. Đam mê nó sẽ gắn liền với thu nhập anh em nhá. Tôi không thể duy trì một cái công việc này quá lâu nếu mà nó không có thu nhập được. Đấy, anh em hãy hiểu cái điều đấy cho tôi. Nên là nếu mà anh em muốn tôi gắn bó với cái công việc này lâu dài thì anh em hãy ủng hộ tôi để tôi có thu nhập anh em nhá. Ủng hộ thì nó có rất nhiều cách. Anh em có thể ủng hộ bằng cách donate trực tiếp cho tôi với các anh em mà anh em có dư giả tiền. Đấy, anh em có thể đăng ký hội viên giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định hàng tháng. Hai cách ủng hộ trên mà tôi vừa kể đa phần là các anh em đã có một cái cuộc sống ổn định, có gia đình rồi, có con cái rồi. Đấy, và có dư giả về mặt tài chính thì anh em ủng hộ. Hiện tại thì kênh cũng có hơn 100 anh em hội viên, và có những anh em là đã bước sang năm thứ tư,
đăng ký hội viên ở trên kênh rồi. Với những anh em như thế thì thực sự là các anh em, mặc dù anh em không nói ra đâu, nhưng tôi đều biết anh em rất là trân trọng những cái giá trị mà tôi đem lại cho anh em, rất yêu quý tôi. Đấy, và mong muốn là tôi sẽ ra clip hàng ngày. Cái công việc này nó sẽ không bị gián đoạn. Cái kênh này ý, có những cái lúc lên và có những cái lúc xuống. Đấy, có những cái lúc xuống ấy, và thậm chí là kênh ấy 2 tháng mới rút tiền một lần. Và có những cái lúc mà kênh nó lên 1 tháng có thể kiếm được 20 triệu. Tôi nói thật, tôi chia sẻ thật luôn với anh em là cái điều đấy. Một năm vừa qua ấy, nó cũng là một cái năm khó khăn cho cái kênh này. Và đến tận tháng 8 năm nay thì nó mới bắt đầu nó vươn lên, nó vượt lên và nó quay trở lại. Sau một năm coi như là mất đề xuất, đến tận tháng 8 năm nay kênh của tôi nó mới bắt đầu nó được đề xuất trở lại và nó bắt đầu lên. Đấy, gọi là tính là đến tháng 8 năm nay, đấy, bắt đầu là doanh thu nó bắt đầu ổn định rồi, nó quay trở lại là vui rồi. Nhưng mà trước đấy thì cũng là một phần là vì là cái sự ủng hộ của các anh em hội viên ấy mới duy trì được suốt một năm là vẫn ra video clip đều. Mặc dù là có những cái khoảng thời gian là cũng nghỉ mất 3-4 ngày bởi vì năm vừa qua nó nhiều biến cố quá, nó khá nhiều biến cố, bệnh tật đầy người đấy. Xong cuối cùng là bây giờ kênh nó lại ngon đấy, tôi cũng xin chia sẻ với anh em niềm vui đấy. Kênh bây giờ lại ngon, lại đông người xem. Thì trong cái giai đoạn này anh em thấy là tại sao mà video clip lại ra nhiều thế, đều thế. Thực ra là bây giờ đang cái thời gian ấy, tôi xác định là tôi vực lại kênh. Không cần là phải là lên cái thời điểm đỉnh cao ở trên kênh đấy, nhưng mà nó cũng có thể là nó sẽ vực lại được một phần nào. Có thể là thời điểm cách đây khoảng hơn một năm. Đấy, cái khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian ok. Mặc dù tiền nó không phải là kiếm được quá nhiều so với khoảng thời gian đỉnh cao của kênh là cách đây khoảng 2 năm, nhưng mà nó có thu nhập và nó có thể duy trì được kênh thì là ok rồi. Đó, thế tôi có đôi điều tâm sự cho các anh em viewer thôi. Đấy là nếu mà anh em yêu quý tôi, anh em muốn ủng hộ kênh, anh em có thể xem quảng cáo 5 giây. Đó, không cần phải donate đâu, không cần phải đăng ký hội viên đâu. Chỉ cần là xem quảng cáo 5 giây thôi anh em nhé. 5 giây thôi. Với anh em 5 giây nó không là gì cả, nhưng với tôi 5 giây nó là cái sự quyết định cho việc sống còn ở trên cái kênh này anh em nhé. Anh em nhớ điều đấy cho tôi. Trận này thằng nào cũng to anh em ạ. Trận này bài ra nó không được suôn sẻ cho lắm. Không có 2 sao đầu game. Đang tận dụng tối đa tài nguyên được cho đấy, mà vẫn phải tiết kiệm được tiền để có thể là lên được level 10. Chơi bắn trưởng này thì mạnh nhất ở level 10. Level 9 thì cũng có thể là gọi là ok, nhưng mà nó không được mạnh cho lắm đâu. Đánh bắn trưởng này là thường là nó sẽ là chơi level 10 anh em nhá. Aegis bắn trưởng đấy. Phong cách chơi của Aegis bắn trưởng nó khác với phong cách chơi của hai cái kiểu kia. Cái kiểu tăng cơ thường là chúng ta có thể đánh ở level 8, level 9. Cái kiểu kiểu dồn đam vật lý thì có thể chúng ta đánh ở level 7 cũng được. Nhưng mà cái kiểu bắn trưởng này, này thì thường là chúng ta sẽ phải lên 9. Lên 9 thì nó mới đủ mạnh. Trận này bọn nó to thật đấy, thề. Thằng này đã câu ra được gấu mét, gấu metalit rồi, xong rồi lại còn Agali 2 sao, đằng sau thì bài to vãi đài luôn. Tôi bây giờ trận này vớ vẩn là chuẩn bị đánh chơi eco ấy anh em ạ. Trông bài yếu quá so với cả mấy cái thằng đang có ở trên bàn cờ. Bọn nó toàn 2 sao và thậm chí còn 2 sao to cơ anh em ạ. Mỏng như này không biết là có làm ăn gì được không. Tôi chỉ sợ là bỏ bài vào như này này, nó còn mất nhiều máu hơn ấy. Có khi bây giờ kiếm con eco vứt vào, vứt vào xong bỏ bớt bài ra khi đỡ mất máu hơn. Anh em có công nhận không? Để như này có khi là mất máu nhiều hơn. Không có đam dồn anh em ạ. Thiếu đam. Ăn thì chắc ăn được cái thằng Glacier này. Thằng Glacier này thì yếu quá. Mình cứ tưởng là mình yếu nhất rồi, vẫn còn thằng yếu hơn. Ok, vậy là cũng chả có chuyện thua nữa. Trận này là thọt rồi. Trứng này.
Chứ đập nếu mà chơi bắn trưởng thì sẽ đập cho ác mộng anh em nhá, không đập cho con đắt lét đâu. Đắt lét thì chúng ta sẽ chơi dồn đồ tăng cơ thôi. Chơi bắn trưởng thì đập cho ác mộng, chơi tạm. Ác mộng thì nó sẽ không phải là co chính ở trong bộ này đâu. Bộ này co chính là những cái con dồn nam mạnh cơ. Ác mộng dồn nam từ từ thì không phải là co. Dồn nam mạnh thì có con rồng lâm đô này, có con Thunder Spirit già rớt. Đấy, đấy là những cái con mà có thể làm đam chính ở trong cái bộ này. Nó vẫn là những cái con tung trưởng thôi anh em ạ. Những cái con đam phép ấy. Trong bộ Exit thì cũng có con Lick nữa. Có con Lick cũng có thể chơi được. Trên này có rất nhiều thằng là nó có ý định là nó chơi kiểu 12 con nhá. Thằng này ra đủ bộ luôn này. 6 human rồi. 6 human ra 13 ạ. Ra cả già luôn, Akali 2 sao. Thế thì chịu. Game này là của bạn rồi. Đã chơi human rồi lại còn ra già sớm nữa thì đỡ theo được. Lên 11, 12 thì chịu rồi. Ra 6 human ở trước round 15 là quá căng rồi nha anh em nhá. Quá căng luôn ấy. Kiếm được tí sách thì kiếm cho vào như này khả năng là chúng ta có thể thắng được một round để kiếm được quyển sách, gỡ được cái lượng tiền mất đi anh em ạ. Bây giờ tôi thọt tiền quá rồi, level 6 30 tiền anh em ơi, trong khi ấy bọn nó coi như là bọn nó rất mạnh rồi. Thằng thì human 6 con, thằng thì đây gặp cái thằng eco chuỗi 8 mà bây giờ nhìn trong bài nó to gấp đôi bài mình. Eco chuỗi thua 8 này, 8 trận thua liên tiếp mà bây giờ bài nó to chắc không phải gấp đôi đâu anh em ạ, gấp 3 lần bài mình luôn ý. Thề. Bắt đầu thằng này chắc là bắt đầu đánh chuỗi thắng là vừa. Chơi beat luôn. Còn một cái thằng nữa nó cũng đang có một cái chuỗi thua cộng 8 ấy. Anh em biết nó chơi cái gì không? Nó eco, nó chơi assassin fake ấy. Sắp lên được ốc 3 lơi rồi đấy. Vãi đái. Thề. Vậy là tôi là cái thằng đang yếu nhất đấy anh em ạ. Anh em nhìn đi còn thằng nào yếu hơn tôi không? Hai cái thằng top 7, top 8 bây giờ nó mạnh hơn tôi. Quá dã man luôn ạ. Tôi thậm chí không đủ 50 tiền ở level 6 luôn. Chưa nói đến level 7 ở round 15. Quá thọt rồi. Bình thường là ở round 15 này là nó phải là level 6. Nhưng mà phải 50 tiền. Hoặc level 7 khoảng 40 tiền. Đấy. Với những cái người mà không có chuỗi không eco. Còn với những cái người mà đang đánh chuỗi thua ấy, thì tầm này đó là level 7 50 tiền rồi đấy. Dã man. God lão đại kìa. Ui dồi ôi, God lão đại. Ra được cả Doom, chơi Warrior ra Doom rồi. Bài to đấy, chuỗi cộng 5 luôn. Khó chịu nhỉ. Gặp bài khó chịu thế. Bài nó trả ra cái gì ấy. Sáu mươi hai máu và vẫn còn có thể nó còn xuống thấp thêm nữa, kẹp con dơ so vào thêm 3 mét vào, tôi nghĩ là sẽ phải thêm 3 mét đấy. Level 7 40 tiền ở round 16, nghĩ mà nó chán luôn. Ok. Còn ác mộng cảm giác bây giờ nó gây đam nó chậm thật sự. Ngày trước nó gây đam nó nhanh hơn. Mặc dù là vẫn là kiểu gây đam DPS. Nhưng mà bây giờ cảm giác rút máu chậm hơn. Vẫn chưa có bất cứ một con dồn đam nào nó xuất hiện để tôi có thể sử dụng được. Thunder chưa ra con nào luôn. Bài này ra Thunder là ngon anh em ạ. Nhưng mà nó chưa ra. Đây này, lại thua này. Thua hết luôn. Không ăn được một thằng nào. Chết tôi rồi. Lại chuỗi cộng 3 này. Mà mỗi round đẩy gần chục máu ấy. Thế này thì đi sờ mất. Nếu mà mỗi round chục máu ấy, 6 round nữa đi. Thế bài không tự ra anh em ạ. Tôi phải roll thôi. Bắt buộc rồi. Đây rồi. Đây 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 đây.
Ok. Lên 8 luôn. Hết tiền luôn ấy. Thề. Phải xả hết tiền để mà giữ mạng sống. Đây là giữ mạng sống nhưng không còn là giữ máu nữa rồi. Đấy, nhưng mà cái pha vừa rồi ấy, chứng minh cho anh em thấy là nó là tham minh đấy. Tham minh của một người thông thạo với bộ này nha anh em nhá. Biết lúc nào thì sử dụng tiền, lúc nào không. Lúc nào cần phải xả tiền, lúc nào cần phải giữ tiền. Đấy. Biết cái điểm rơi của đội hình, sức mạnh của đội hình, tầm nào thì nó mạnh. Ok. Tầm này thì lại ok rồi nha anh em nhá. Tầm này ok rồi. Nên là tôi lại giữ tiền. Tiền nó lại sẽ lên dần thôi. Khi mà chúng ta giữ được máu thì tiền nó cũng sẽ lên dần thôi. Tầm này 54 máu sẽ giữ được. Mặc dù nhá, là cái bộ này là phải đánh ở level 10 đấy anh em ạ. Đấy, và nếu mà nhiều anh em mà không hiểu cái cách chơi ấy, mà không chuẩn ấy nhá, là anh em, tôi đảm bảo với anh em luôn là anh em thường anh em sẽ giữ tiền anh em up lên 9. Anh em không xả tiền đâu, bởi vì xả tiền không có tiền lên 9 với cả lên 10 mà, đúng không? Đấy. Nhưng mà khi mà anh em thông thạo rồi, anh em là một cái chuyên gia của bộ này rồi. Đấy, ý tôi đang nói là tôi ấy. Thì anh em biết là anh em xả tiền anh em vẫn có thể lên được level 9, level 10. Bằng một cách thần kỳ nào đấy chúng ta vẫn có thể lên 9, lên 10 trong tương lai nha anh em nhé. Rồi. Bây giờ là ổn rồi. Tầm này bắt đầu giữ được tiền. Tuy nhiên là cái trạng thái giữ được tiền ấy nó sẽ không có được lâu đâu. Bởi vì hiện tại là tôi chưa có bất cứ một con Thunder hay bất cứ một con Dồn Đam nào cả. Ví dụ như ra Rồng Lam Đô hoặc là ra Già thì chúng ta có thể yên tâm hơn được một chút. Nhưng mà hiện tại là chúng ta mới chỉ form là cái bộ Exit thôi. Đấy, còn vẫn chưa có một cái con tướng co đích thực. Chưa có con tướng co đích thực đâu. Đây là cái tầm này mà sau ra 21 ấy thì nó lại bắt đầu nó yếu dần rồi đấy. Thế nên là giữ máu nó cũng chỉ được đến round 21 22 thôi. Còn tầm 23, 24, 25 bắt đầu nó mạnh lên rồi thì lại bắt đầu mất máu. Cái tầm này thì mấy cái bộ như cái bộ Warrior này nó vẫn chưa đủ bộ. Đấy, mấy cái bộ Beat nó vẫn chưa đủ bộ. Nhưng mà sau round 20 ấy, bắt đầu những cái bộ đấy nó đủ bộ rồi thì chúng ta cần phải có những con Dồn Đam mạnh. Rồng Mập lên được 2 sao. Lên 9 sớm kẹp con Rồng Mập có thêm tí đam. Không biết bao giờ mới lên được 9 đây. Với cái tình hình như này thì khả năng là sẽ phải round 23, 24 mới lên được 9 anh em ạ. Nếu mà tôi giữ được tiền, tôi ôm được cái đống tiền này. Thằng Warrior chính ra rất mạnh đấy nhá. Mặc dù nó đang có cái chuỗi thua là trừ 3, nhưng mà anh em ơi, nó đang level 9 và nó cầm 50 tiền. Anh em ạ, lên được level 9 rồi. 9 Warrior lên level 9 là auto là 9 Warrior thôi. Và rất là dễ chơi, có thể dí lên 10 luôn được rồi. Nó đủ tiền lên 10 rồi. Khó chơi nhỉ. Tầm này bắt đầu lại yếu rồi. 3 món đồ lấy được món gì đây? Cái áo sắp băng hay là cái ánh mắt AZ đây. Ánh mắt AZ ấy nó có hai khả năng khá là quan trọng, đấy là giảm hồi máu và cái khả năng đánh chậm cho đối thủ. Nhưng mà cái ôm mùa đông này cũng có cái khả năng đánh chậm cho đối thủ. Ngoài ra có thể gây đam đầu game, tung trưởng sớm hơn. Hai món này đều ngon nhưng mà tí nữa tôi có ý định là tôi chơi 5 rồng anh em ạ. Nên là tôi sẽ lấy ánh mắt AZ. Cái món kia thì chủ yếu là tung trưởng sớm thôi. Nhưng mà tí nữa chơi 5 rồng thì vào là tung trưởng luôn rồi. Nên là không cần đâu. 5 rồng Exit mà. Đấy, chúng ta vào là tung trưởng luôn. Thằng kia nó ra rớt rồi kìa anh em kìa. Ui vãi đái ạ. Thề. Ra rớt rồi. Đồ ra căng phết nhỉ.
Thằng đấy tí nữa nó sẽ chuyển sang là 5 rồng đấy anh em ạ. Nó cũng sẽ chơi 5 rồng thôi. 5 rồng 9m đánh ở level 11. Bây giờ chỉ cần lên 11 là được rồi. Trận này có cả rớt lẫn rồng 5 đô. Nên là nó còn có cả cái bộ gót nữa cơ. Nếu mà đánh ở level 11 ấy, nó sẽ có cả gót nữa. 5 rồng 9m 4 gót đánh ở level 11. Tí nữa là phải kiếm cái cầu vực thẳm chơi đấy anh em ạ. BKB cầu vực thẳm trận này phải có. Tôi nghĩ là 23 chưa cần lên 9 đâu. Trận này có thể chúng ta lùi lại một chút cái khoảng thời gian lên level 9. Khoảng round 26 lên 9 đi. 26 lên 9 cũng được. Cái lý do lên 9 bây giờ ấy, nó cũng sẽ không mạnh hơn nhiều anh em ạ. Chúng ta lên 9 ý, chúng ta phải cần phải có tiền để chúng ta roll mấy cái để form được cái bộ 5 rồng cơ. Chứ còn nếu mà bây giờ mà chưa ra được 5 rồng thì up lên 9 làm gì. 6m này, 6m rớt già thua thôi. Chịu. Khó lắm anh em ạ. Tầm này cứ giữ máu được rồi. Chú quỷ này. Chú quỷ nhưng mà không chơi được. Trận này nói thật với anh em là không có cửa chơi nữa rồi. Phải lên được level 10 các anh em ạ. Chơi mà Exit Witcher. À không phải, sorry anh em. Không phải Exit Witcher mà chơi là 5 rồng đúng không? 5 rồng kết hợp với Witcher, chú quỷ thì phải đánh ở level 10. Hiện tại nó chưa có đủ 5 rồng. Thôi không chơi đâu. Ôm về làm gì, xong rồi là thọt tiền không lên được level 9. Bây giờ tiết kiệm tiền lên level 9 xong còn có tiền để mà roll ấy. Kiếm đủ 5 rồng rồi đã. Đánh ở level 9 nó sẽ là 6 exit 5 rồng. Mặc dù là ra chúa quỷ với một cái quả trứng ở đây là tôi cũng muốn lắm ấy, nhưng mà không có lực để lên anh em ạ. Bài này không có lực để lên nữa rồi. 9 warrior này. Tầm này thì có thể là chúng ta sẽ thua, nhưng mà thua ít thôi, không thua nhiều đâu. Chưa chắc đã thua đâu. Tôi có khá nhiều những cái đồ giáp ở đây, có khả năng hồi máu thắng luôn này. Thằng warrior nó sẽ sớm là up lên 10, nó kẹp cá vào thôi. Bây giờ mà ra là con rồng 5 đô thì nó tuyệt vời luôn. Nó vừa có cái bộ mết luôn. Không phải lên level 10 sớm. Để xem nó đổi được cái đồ gì không nào. Thôi từ từ đã. Chưa. Bình tĩnh. Bao giờ có đủ 5 con rồng rồi mới đổi. Bây giờ đổi là không tung trưởng ở đâu. Không tung trưởng được là chết á. Mấy cái round gặp bọn 5 rồng ấy, chúng ta cần phải tung trưởng gần như là chậm hơn so với bọn 5 rồng một chút thôi. Thì chúng ta mới clear được. Không là gặp cái thằng 5 rồng 6m kia là tí nữa là sẽ mất rất nhiều máu. Trừ khi là chúng ta cũng là 5 rồng thôi. Rồi. Già này. Mình chơi không? Thực ra bây giờ cũng không ôm được con dài nữa rồi. Không ôm được anh em ạ. Bây giờ rồng còn chưa ra cơ. Tí nữa lên level 9 ý là phải xả hết tiền để kiếm con rồng. Thằng này bắt đầu form về rồi. 6m rồi anh em ạ. 6m. 6 human. Lên level 10 rồi. Và chuẩn bị là nó sẽ là 11 sớm thôi. Vì nó đang là 6 human thì nó sẽ lên được 11 sớm thôi. Sau đó nó sẽ là 5 rồng. Chúng ta sẽ phải form 5 rồng sớm. Trận này sẽ là đại chiến giữa hai bộ 5 rồng đây. 5 rồng kết hợp với Exit và 5 rồng mết. Bộ nào sẽ mạnh hơn. Rồi. Đấy, chưa ra rồng nào ở đây. Tôi đang rèn cái quả cầu vực thẳm nhưng mà nó không ra anh em ạ. Cay nhờ. Ra 3 cái giáp thép luôn. Giờ đổi đồ thì tôi sẽ đổi đồ cam luôn. Ok.
Chúng ta sẽ lấy đồ cam đầu tiên. Gậy tá ác à? Được. Tôi sẽ lấy cái này. Món này khá là hay. Khống chế được một cái con mạnh nhất ở của team địch, cái con nhiều tiền nhất. Năm rồng. Đây rồi. Ui dồi ôi, may quá, đủ bộ anh em ạ. Ra con rồng này là khả năng là giữ tiền lên 10 rồi đấy. Ok. Bây giờ cái quan trọng nhất là kiếm cái con rớt hoặc là con Thunder. Con nào cũng được, ra hai con đấy đi. Chúng ta sẽ lên 10 và chúng ta sẽ dồn đồ cho nó. Ủa. Con rớt là gần như là nó vào tung trưởng và nó có cái đầu anh em ạ. Ê, ăn được không? Cắt chuối thì hay. Cắt chuối thì hay. Ok. 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 Đùa, tôi đủ bộ cái tôi ăn được nó luôn. Cắt được chuỗi luôn này. Rớt, hay quá. Vừa đủ bộ cái lên được 10 luôn. Trời ơi, lên 9 lên 10 chỉ sau có 2 round thôi. Rớt là đã ra được 2 con rồi đấy. Quả trứng này tính là một con rớt rồi. Hai con rớt nữa thì thôi tuyệt vời luôn. Đập trứng cho con rớt sau đó thì dồn đồ cho nó thôi. Có gậy tà ác thì giật đau lắm. Vớ vẩn giật một phát bay toàn bộ đội hình ấy. Chúng sinh bình đẳng luôn ấy nhá anh em nhỉ. Lên được 10 rồi, yên tâm rồi. Coi như là bằng cấp với cái thằng kia. Bằng cấp với cả cái thằng top 1. Nó vẫn chưa cho 5 rồng vào đâu. Là chúng ta bây giờ chúng ta gọi là mạnh hơn rồi đấy. Cái thằng Warrior nó cũng đã lên được 10 rồi, nó xài hết tiền rồi. Ăn nổi thằng Warrior không? Đây rồi. Rồi thôi, tiễn bạn về trời. Tiễn bạn về trời. Tiễn bạn về trời. Ui khỏe đấy. Chưa tiễn à? Còn rớt còn sống à? Tiễn bạn về trời chứ còn gì nữa. Ok. Đổi tiếp món nữa nhỉ. Hai món cam đi. Hướng tới món cam đây anh em nhé. Bất diệt cũng ngon. Không có bất diệt à? Búa hay là vương miệng? Vương miệng đấy. Vương miệng được. Vương miệng tung trưởng xong là gây thêm được chút đam nữa. Cũng được. Bọn này nó chỉ tung được một lần trưởng thôi mà. Tung trưởng xong mà đối thủ chưa chết thì vẫn còn vương miệng rực rỡ để gây đam. Rồi. Hay quá. Đấy. Bắt đầu lật rồi, bắt đầu lật rồi. Như này đi. Tách đội hình ra cho con già đỡ quẹt vào người. Được chưa? Được chưa? Assassin Beat à? Assassin Beat Feather. 3 Assassin kẹp với cả 6 Feather đi rồi. Hay hoài cổ thật đấy. Đánh cái bộ hoài cổ thật sự. Tôi nhớ mấy hôm trước cũng có anh em yêu cầu tôi cái bộ này. 3 Assassin kết hợp với cả 6 Feather. Bộ này thực ra là cũng chơi được nếu mà lên được level 10 kẹp Kira. Kẹp Kira thì 3 Assassin là có thể chơi được. Nếu mà chơi Silent Assassin kẹp Kira. Hiến tế mấy con Druid 3 sao thì cũng khỏe đấy. Đấy nhưng mà phải lên được 10 cơ. Và quan trọng là phải ra được cái món đồ Kira và cái con Sailing Assassin. Đó,
Vậy là solo bắn trưởng với cả cái thằng Lam Rồng anh em ạ. Hai bộ Lam Rồng đánh với nhau. Tôi sẽ cố gắng rèn ra cái cầu vực thẳm anh em nhé. Giờ chúng ta chưa có cầu vực thẳm. Thôi không có gì cả. Sách à? Sách thì cũng thôi luôn. Vứt luôn. Kiếm đồ cam tiếp theo. Bất diệt. Quá ok. Hay là lấy giáp phản. Giáp phản thì không ngon bất diệt đâu. Giáp phản thường đánh với vật lý thì ngon hơn. Đánh tay mấy cái con mà đánh nhiều thì ngon hơn. Bắn trưởng nó dồn nam mạnh lắm. Thôi lấy bất diệt cho nó an toàn. Bất diệt này sẽ giúp tôi có khoảng thời gian bất tử để tôi có thể gây đam được. Cái bất diệt nó rất hay là ở cái chỗ là trong khoảng thời gian mà nó bật bất diệt lên ấy, là nó vẫn có thể có khả năng là sử dụng tung skill. Thay con này vào đi. Cho Doom vào nó sẽ có cái cơ hội Doom vào con già. Đun được vào con già là thắng thôi. Ok. Được không? Đun vào con gì đấy? Kunka. Vẫn thắng thôi. Đối thủ nó vẫn đang muốn là kiếm human anh em ạ. Nó không biết là nó không thể thắng với tôi. Mặc dù nó lên 11 rồi nhưng mà nó vẫn tham human. Nó vẫn đang có ý định là nó kiếm... 4 quyển sách nữa nào. Đây sẽ là cái sai lầm chết người của đối thủ. Còn ác mộng nó vẫn đang gánh tôi anh em ạ. Dã man. Mặc dù ác mộng mình có 2 sao rồi đấy. Chưa cầu vực thẳm nhưng mà vẫn có thể ăn được. Rồi nó bỏ Lam Rồng vào rồi anh em ạ. Vậy là nó quyết định là nó bỏ Lam Rồng vào rồi. Có nó ra là Rồng 5 đô rồi. Càng đấy. Ôi. Mà cái con Doom của tôi nó toàn Doom một con gì. May quá, xếp bài vẫn là hay luôn anh em ạ. Doom vẫn sống, con ác mộng của tôi vẫn sống, thế là được. Đại chiến Lam Rồng, cả hai thằng đều đủ Lam Rồng rồi anh em nhá. Thunder này. Ok. Chúng ta sẽ phải làm một quả bất ngờ. Thay con Thunder này vào ở dây cuối. Tôi sẽ cho Thunder vào nhưng mà nó sẽ là cái dây cuối cùng nha anh em nhá. Xếp con Doom ở cái vị trí con Thunder. Tí nữa dây cùng thả con Thunder vào. Con Thunder nó sẽ xòe quạt nó clear tôi. Ok. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Ủa. Xòe quạt cảm giác không ăn thua lắm nhỉ. Nhưng mà con ác mộng của tôi rất khó chịu ở đây. Rồi. Còn 3 giây bất tử. Trong vòng 3 giây đấy là tôi có thể clear được. Rồi ơi, không cắt được chuôi của tôi anh em ạ. Thế cái bất diệt thì khó chịu thật. Không cắt chuôi là bạn không có tiền. Có lẽ dồn đồ con Thunder. Con Thunder này có thể nó sẽ tung trưởng được. Clear được. Tôi nghĩ là cái bất diệt ấy lên để cho ác mộng. Con ác mộng này nó nhây cuối mà. Cuối game là nó sẽ nhây. Thằng nào mà nhây lâu hơn thằng ấy thắng. Con Thunder thực ra là nhiệm vụ của nó chỉ là vào và tung trưởng thôi. Tung được cái trưởng ra thì là ok rồi. Đấy, Thunder thì vào tung trưởng là xong. Chết cũng được. Còn cái con ác mộng nó phải sống. Ok. Rồi, ui rồi, quá tuyệt vời luôn. Được đấy. Nếu mà muốn cái con Thunder này sống này, chúng ta sẽ kiếm bằng được cái BKB. Đấy. Có BKB chắc chắn là sẽ sống được.
qua một lượt trưởng của bọn kia. Lúc đấy thì cái con Thunder có thể nó sẽ còn tung được phát thứ hai cơ. Đấy, Aegisid bắn trưởng cũng mạnh phết đấy đúng không anh em? Đánh ở level 10 ăn được level 11 kìa. Ăn được cái bộ level 11 đấy. Cũng là 5 rồng 6 mét. 5 rồng 6 mét rồi. Còn tôi là 5 rồng kết hợp với cả 6 Aegisid. Cầu vực thẳm luôn, ôi rồi ôi, chân mệnh thiên tử đây rồi. Thề. Ok rồi. Ra được cái món đồ thế này là ngon rồi. Ui rồi ôi, niềm vui nhân đôi luôn, vĩnh hằng. Quá tuyệt vời. Vừa ra được vĩnh hằng, vừa ra được cầu vực thẳm. Quá ngon. 5 tổng 9 mét chưa? Đối thủ chưa 5 tổng 9 mét anh em ạ. Thiếu một con mét. Mới là 8 mét thôi. Chưa lên 9 mét chúng ta vẫn có cơ hội ăn anh em nhé. Vẫn có cơ hội ăn. Được không? Có BKB rồi, không sợ nữa rồi. Có BKB rồi anh em ạ. Ok, ua. Lại solo à? Nhưng mà cái con ác mộng này không có đồ. Chỉ có cái bất diệt thôi anh em ạ. nhưng mà nó nhây thật sự đấy. Có mỗi cái bất diệt thôi nhưng mà nó khiến cho chúng ta thắng. Thề. Khó chịu không? Khó chịu đấy. Ác mộng sống cuối anh em ạ. Dồn toàn bộ đồ cho Thunder để clear đối thủ. Sau đó là con ác mộng này solo với cả những cái con còn lại. Hay không? Chiến thuật đấy. Chiến thuật của tôi. Rớt có RO này. Rớt có RO. Rồng có RO luôn. Rồng 5 đô có RO luôn. Thầy lấy lắm RO nhờ. À thầy định kẹp cá vào đây anh em ạ. Định kẹp cá, định kẹp cá, định kẹp cá, định kẹp cá. Ơ bạn ơi. Ơ bạn ơi. Quái đi luôn không? 9 máu kìa. Lọt 4 con. Đúng thật rồi anh em ơi. Thế là đi rồi. Ui giời, trò chơi kết thúc. Đấy, hôm nay tôi giới thiệu lốt cho anh em cái bộ Aegisid kẹp với cả bắn trưởng anh em nhá. Chúng ta sẽ chơi hệ bắn trưởng ở trong cái bộ Aegisid. Cũng rất là mạnh. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi chơi cái bộ Aegisid theo phong cách tanker. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi bộ Aegisid theo cái phong cách là đánh đam tay anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!